Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ bạn cái cách mà tạo đánh chuông. Thì cái cách này mình đã làm rồi, mình thấy khá là ok các bạn. Thì lúc trước mình đã làm cho một chiếc xe BCX rồi, chạy nó rất là bốc luôn ha. Cái độ bám nó khá là tốt. Và chạy sau hơn một tháng trời thì nó không có giảm các bạn ha. Độ bốc nó cũng rất là bền bỉ. Thì cái tính hiệu quả nó cao như vậy thì giờ hôm nay mình sẽ làm qua chiếc xe Atmos. Thì sẵn làm thì mình chia sẻ với các bạn luôn ha. Thì các bạn nào chạy xe ráp hay là chạy công nghệ các bạn, hay là dịch vụ giao hàng shipper này đó, thì các bạn nên làm cách này nó khá là hay các bạn ha. Thì mình sử dụng những cái chuông cũ nè các bạn, chuông cũ theo xe nó cái đồ zin theo xe nó khá là tốt các bạn đó. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ những cái chi tiết làm như thế nào. Thì ok, bây giờ mình sẽ tháo cái chuông này ra, mình tháo ra rồi thì mình sẽ chia sẻ cái cách làm như thế nào các bạn ha. Rồi ok, thì cái chuông này nè các bạn. Cái chuông này là mình đã mài nhám rồi, nhưng mà chạy cái độ bền nó không bằng ha, không bằng cái tạo rãnh. Thì các bạn nhìn thấy cái bề mặt nè. Thì sau một thời gian mình sử dụng các bạn, thì cái bề mặt nó đã bóng rồi ha, nó bóng. Nhưng mà nó bóng này thì không sao đó các bạn. Khi mà các bạn tạo bốn cái chuông này rồi thì cái độ bóng này nó không ăn thua gì đâu. Tại vì các bạn biết sao, mình mài nhám là để chú ý là cho cái bề mặt chuông và cái bề mặt bố á, họ cho nó tự sửa nhau các bạn, để sửa cho nó bằng. Còn bốn cái gảnh chuông các bạn, bốn cái chuông thì nó tạo cái độ bắt, cái độ bắt khá là bền bỉ ha. Rồi thì cái cách làm thì mình nói sơ qua cho con biết ha. Thì mình sẽ chia ra bốn cái vị trí, mình chia bốn vị trí các bạn, mình làm dấu ha. Rồi thì mình làm dấu xong rồi mình sẽ mài những cái gảnh này nè các bạn. Thì cái cách làm nó cũng khá là đơn giản, mình làm tại nhà các bạn, mình làm tại nhà. Rồi thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem những cái dụng cụ. Nó gồm có cái thước để đo các bạn, đo lấy bốn cái điểm, bốn cái điểm trên cái mặt chuông để làm dấu các bạn. Xong rồi bắt đầu mình cắt xong rồi mình sẽ mài nhám lại các bạn ha, mài nhám chiếu là cho nó sửa cái bề mặt bố cái chuông đó các bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ làm mẫu cho các bạn xem nhé. Thì cái dụng cụ nó thì gồm có một cái lưỡi mài các bạn, một cái lưỡi mài hợp kim. Cái lưỡi mài này là nó dùng để mài kiến các bạn, nó khoan lỗ kiến rồi đó. Thì cái lưỡi này nó mài được tất cả những cái lưỡi thép gió và lưỡi tiện hợp kim của mấy cái ngành cơ khí đó các bạn. Mình hay sử dụng cái loại này nè. Thì cái này nó mài cho cái chuông nó khá là ăn các bạn ha. Và cái độ nhám các bạn nhìn thấy cái độ nhám nó khá là lớn. Thì sau khi mình đã mài qua cái này rồi, mình thấy cái lưỡi này nó hợp nhất cho để mình làm cái chuông này các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ gắn vô một cái máy khoan. Thì nó ở ngoài chợ nó bán, nó có nhiều kích cỡ lắm các bạn ha. Loại này loại 6 ly nữa các bạn. Thì mình sử dụng một cái lưỡi này để mình mài nó, rồi xong đó sau đó mình sử dụng cái cục đá mài khuôn nữa các bạn, để mình mài nhám cái mặt chuông. Rồi sau khi mình làm hai thứ này rồi là khá là ok ha. Thì bây giờ đầu tiên mình sẽ đưa vô một cái máy khoan các bạn. Thì máy khoan thông thường thôi. Thì giờ mình sẽ để vô. Rồi. Thì mình sẽ siết lại các bạn. Siết cho nó chặt lại ha. Thì cái cục đá này như ngoài chợ nó bán hình như là khoảng 20 mấy ngàn đó các bạn. 22 25 ngàn gì đó, thì tùy chỗ thôi ha. Rồi, thôi khi mình gắn vô xong rồi mình sẽ tiến hành mình làm dấu nha các bạn. Mình làm dấu để mình khứa đó các bạn cho nó dễ ha. Đó. Bây giờ mình dùng cái thước để mình đo, mình lấy 4 điểm. Cái cách này cũng đơn giản lắm các bạn ơi. Mình sẽ chia đều nó ra. Mình sẽ đi cái thước mình đặt cho nó giữa tâm các bạn. Rồi mình sẽ làm dấu hai bên ha. Rồi, 1 2 điểm nha các bạn. Xong rồi qua điểm thứ ba và thứ tư ha. Thì giờ mình chia để mình làm dấu để mình làm hình, đừng cho nó bị sai vị trí đó các bạn. Chỉ có vậy thôi chứ không có gì hết. Rồi thì sau khi có bốn cái vị trí rồi các bạn nhìn thấy cái dấu ha. Đó, bốn cái. Thì các bạn biết sao? Mình dùng cái đá mình mài, nếu mình mài không thì nó không được các bạn. Mình mài khơi khơi thì nó chạy tùm lum hết trơn, nó không có cái điểm tựa. Thì bây giờ mình sẽ dùng một cái các bạn, dùng một cái miếng la các bạn, mình cặp vô đây để mình làm cái điểm tựa để mình khuyết các bạn, mình khuyết sâu xuống cho nó đừng có cái sai vị trí đó. Giờ mình để cái la vô ha. Rồi mình để cái la vô rồi thì định vị nó bằng cách là mình dùng cái kìm bấm các bạn, mình sẽ bấm nó lại, mình bấm để cho nó giữ cái vị trí đó các bạn. Đây. Rồi ok, vậy là mình tiến hành mài được đó các bạn. Nó cũng khá là đơn giản chứ không có gì khó đó. Mình cứ khứa vô hoài hoặc là nó sâu xuống các bạn, mình khứa càng lâu thì nó càng sâu ha.
Rồi ok, bây giờ mình sẽ khứa mẫu cho các bạn xem nha. Rồi thì mình để cái lưỡi các bạn, nó ôm sát với cái bề mặt chuông mình đẩy vô ha, để cho nó đỡ đừng có bị sóc lưỡi các bạn. Rồi mình đẩy một lúc rồi là đầu nó sâu xuống các bạn ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ bóp và bấm để cho nó chạy liên tục các bạn. Rồi bây giờ nó chạy rồi ha. Rồi các bạn cứ khứa như hoài đi, khứa như hoài hồi là nó sâu xuống các bạn. Đây nó có cái im tựa rồi các bạn đừng có lo ha. Rồi, các bạn đẩy càng lâu nó càng sâu để cho nó dễ dàng á. Rồi như là nó đủ sâu rồi đó các bạn. Thì cái độ sâu này mình nghĩ nó khoảng cũng khoảng 6 tới 7 giây các bạn. Thì các bạn nào nếu các bạn làm thực tế, các bạn làm cho nó sâu vô 1 ly đó các bạn. 1 ly thì cái thời gian các bạn xài nó khá là lâu các bạn. Tại vì cái này mình vừa quay phim mình vừa làm thì nói chung mình làm mẫu cho các bạn xem đó ha. Thì làm thực tế các bạn làm cho nó sâu xíu đi. Rồi ok, vậy là xong phần thứ nhất đó các bạn. Bây giờ mình qua tới cái cạnh thứ hai các bạn ha. Rồi thì cảnh thứ hai thì nó không có khác gì đâu bạn, nó y chang vậy, cách làm vậy đó. Mình để cái la vô và mình sẽ lấy kem bấm mình bấm lại để mình làm cái định vị vô ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ rồi mình khứa một lúc đi các bạn. Rồi vậy là coi như là cảnh thứ hai này nó cũng sắp xong đó các bạn. Rồi ok, là cái khứa thứ hai xong rồi ha. Bây giờ mình bắt đầu qua khứa thứ ba các bạn. Rồi thì cái khứa thứ ba nó cũng vậy các bạn. Nói chung nó có cái điểm tựa rồi thì mình làm dễ luôn rồi. Rồi ok, vậy là cái khứa thứ ba cũng như là xong rồi các bạn. Bây giờ mình thứ ba xong mình nhìn qua thứ tư rồi ha, thứ cuối cùng. Thì cách làm này mình nghĩ làm tại nhà cũng dễ đâu ha. Cái này mình nghĩ các bạn làm dư sức á. Cái này nói chung không có gì khó đâu các bạn. Rồi thì coi như là cái dạng thứ tư này coi như là xong rồi đó các bạn. Rồi, và mình nghĩ là chắc nó đủ rồi đâu ha. Rồi ok, coi như hoàn tất. Thì coi như bốn khía này coi như đã xong rồi các bạn. Rồi thì mình như nãy mình nói với các bạn á, khi mà có bốn khía này rồi thì cái bốn khía này nó bắt rất là chặt rồi ha, chạy rất là đã nha các bạn. Rồi nhưng mà mình khuyên bạn nên mài nhám cái bề mặt chuông xíu các bạn. Mình mài thêm cái bề nhám bề mặt để gì các bạn, để cho nó cái bề mặt nhám chuông này nó sẽ sửa cái mặt bố chạy khá là ok các bạn ơi. Nó vừa sửa mặt bố và nó vừa bắt rất là tốt ha. Chạy cái tinh nhận cũng đầu là không bao giờ gõ được ha. Và các bạn biết sao, cái thời gian chạy lâu lắm mọi người, chạy lâu mà trở nặng rất là ok ha. Thì bây giờ mình tiến hành qua cái phần mài mặt chuông các bạn ha. Rồi thì ok, bây giờ mình tiến hành qua mặt chuông các bạn. Thì mài mặt chuông nữa là xong rồi các bạn. Rồi bây giờ mình để mài cái mặt chuông các bạn. Mình có cục đá mài khuôn các bạn ha. Đó, cục đá này mấy video trước mình đã cho các bạn xem rồi đó. Thì nó cũng không có khác gì đâu các bạn. Bây giờ mình cũng để vô máy khoan các bạn ha. Để như máy khoan giống lúc nãy mình làm á. Rồi mình bắt vô mình mài. Ok. Rồi giờ mình đút cho cái máy khoan mình siết lại các bạn. Rồi mình siết chặt hai lỗ được rồi các bạn. Rồi. Ok, rồi mình bóp, rồi mình bấm cái nút cho nó chạy liên tục các bạn ha. Thì mình mài bình thường, mình mài giống như trước trước mình mấy video trước mình cho các bạn xem đó. Mài cái bề mặt đó, mài cho nó hết luôn các bạn, mài nhám hết luôn các bạn, không chừa một chỗ nào cho mài hết cái lặt luôn. Thì mài cái bề mặt này cũng khá nhanh lắm ơi, mình nghĩ mài này chắc chừng 2 phút là xong rồi. Nhưng mà mình cho nó qua lẹ để cho bằng đỡ mất thời gian các bạn ha. Rồi coi như là nó cũng gần xong rồi đó các bạn. Rồi
ok, vậy là cái video là xong các bạn. Giờ cái bề mặt chuông mình đã xử lý xong rồi ha. Thì bề mặt nó khá là nhám rồi. Thì cái độ nhám và cái rãnh này nè các bạn, nó sẽ rất tạo cái lực bấm và nó sửa cái bề mặt của cái bố với lại cái bề mặt chuông á. Như vậy là cái xe mình bằng xài thời gian khá là lâu, bạn chơi nặng thoải mái ha, mình chơi nặng thoải mái thì cái thời gian sẽ lâu hơn mà nhám không rồi. Rồi thì cái video hôm nay mình xin chia sẻ bổ sung các bạn cái cách mài cái rãnh chuông để cho nó tăng cái thời gian mình sử dụng cho nó dài ra các bạn, và nó tăng lên cái lực bấm chạy cho nó khá là lâu rồi ha. Rồi thì video hôm nay mình xin chia sẻ ngắn với các bạn cái cách mà làm cái những cái rãnh này các bạn ha. Thì các bạn làm thử đi thì kết quả bất ngờ đó các bạn, chạy rất là ok các bạn ha. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi video của mình nha. Rồi xin chào tất cả các bạn.